Con gái vào đây, con gái. Con gái vào đây. Để ba đang quay con trực tiếp lên trên mạng đây này. Đấy, công chúa Elsa mặc váy đẹp lắm, lấp lánh nhờ. Chứ gì? Lóng lánh nhờ, màu tím, tím thủy chung đấy nhờ. Thì nó sẽ lóng lánh. Đúng rồi, con bay một vòng để cho mọi người thấy này. Trời ơi, đẹp quá. Con biết hát bài gì không? Biết múa bài gì không? Con biết hát múa bài gì không? Con biết sao? Con chào khán giả đi. Con là tên gì, ở đâu? Sao hôm nay con đến đây làm gì? Con nói đi. Ta cha họ. Chào cả trăm. Để làm gì? À thế à. Thế con tên gì? Con bao nhiêu tuổi? Con tên gì? Em Bi hả? Hôm nay về nhà bố thầy nhỉ? Đây là bố thầy, là bố nuôi nhỉ con nhỉ? Hôm nay ai mua váy cho con đẹp thế? Thì con đem váy ở Trung Quốc đấy. Váy Trung Quốc xinh gái lắm nhỉ? Đây, con lấy cái ghế vào đây, con ngồi đây. Hay là ngồi ở ngoài với bà với ông? Bé được rồi con ạ. Con lấy cái ghế như này thôi này, còn ghế này để ngoài tí các bà ngồi. Con lấy cái bé to, lấy ghế bé được rồi. Lấy ghế to để ngoài, lấy ghế bé như này này. Nhìn mắt điêu thế con. Nhưng mà sao nó cứ nhìn liếc ai đây này. Cái mắt cứ. Đây này, nó liếc đi đâu đây này?